Video hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị về ba cái mẫu đồng hồ Apple Watch phiên bản Series 3 được uh, tìm kiếm và cũng là ba cái mẫu đồng hồ được bán nhiều nhất. Đầu tiên phải kể đến là cái mẫu đồng hồ Apple Watch Series 3 size 42 màu đen. Uh, Apple Watch Series 3 size 42 màu đen thì nó sẽ phù hợp với các bạn nam uh, có cái sở thích là đeo những chiếc đồng hồ có kích thước màn hình to. Và thông thường thì cổ tay của các bạn là cổ tay to Nên là chúng ta sẽ lựa chọn một cái size to Đó là size 42 Có cái dòng series 3 à, Còn đối với các bạn nữ thì chúng ta sẽ có các lựa chọn như là size 38 Cho các bạn nữ có cổ tay vừa phải Và với nữ thì chúng ta sẽ có các màu lựa chọn như là Màu vàng dây hồng Như em đang có ở đây là phiên bản màu vàng dây hồng và phiên bản thứ hai đó là phiên bản 38 màu bạc dây trắng. Là ba cái phiên bản mà em muốn giới thiệu với anh chị trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ mở hộp cái phiên bản Apple Watch Series 3 size 42 màu đen. Chúng ta cùng xem xem bên trong nó sẽ có những gì và hình thức nó như thế nào. Nó đeo nó có phù hợp hay không. Cái đóng gói của Series 3 thì chúng ta sẽ mở kéo ngang như thế này phía trên chúng ta sẽ có một cái hộp và trong cái hộp thì nó sẽ có một cái đế sạc kèm theo đó là một cái sợi dây sai ngắn để chúng ta có thể dự phòng cho những bạn nào mà có cổ tay nhỏ thì chúng ta sẽ đeo những cái sợi dây này còn lại là đây là cái phần đế sạc với phiên bản series 3 thì thông thường thì nó sẽ là những cái phiên bản được đóng gói không có kèm theo cái củ sạc đi kèm mà nó chỉ có kèm theo đế sạc thôi củ sạc thì chúng ta có thể sử dụng củ sạc iPhone hoặc củ sạc iPad và đây là cái body của chúng ta đây là cái body series 3 size 42 tương thích và phù hợp với các bạn nam có cổ tay vừa phải to còn với những bạn nhỏ thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn sang cái size 38 đây là cái size 42 được lắp sẵn cái dây đeo là dây đeo cao su đen. Thì dây đeo cao su đen này bởi vì là nam nên là người ta sẽ để sẵn cái size là size dây đeo quay to để cho chúng ta mặc định là chúng ta sẽ đeo luôn. Nếu như chúng ta muốn đổi sang cái size ngắn, nếu cổ tay chúng ta nhỏ thì chúng ta có thể lắp cái dây ngắn như thế này như cổ tay của em như này ấy, thì nó sẽ là cổ tay bình thường, cũng không to và cũng không nhỏ thì em sẽ sử dụng cái size to như này. Ở cái khuy cài nhỏ nhất thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái cổ tay của em nó sẽ hơi rộng hơn một chút so với cái dây đeo, đúng không ạ? Thì để mà phù hợp nhất thì em sẽ lắp cái dây size ngắn này để em đeo và như vậy thì nó sẽ vừa khổ tay hơn và nó sẽ khít hơn nó cũng gọn hơn đây với cái dây ngắn thì em sẽ đeo ở cái size thứ ba hoặc là thứ tư em sẽ đeo ở size thứ tư thì em sẽ cũng có một cái cổ tay nó sẽ tương đối là thoải mái đây là một cái body size uh, 42 dành cho nam cổ tay của em như thế này đó đó là đây là cái dây chính hãng đi kèm theo máy nếu như anh chị mua những sản phẩm phun hộp phun bóc thì anh chị sẽ thấy là cái cổ tay của em nó vừa gần như là vừa với cái size nhỏ hơn là với cái size dài được cài sẵn theo cái body và tiếp theo thì chúng ta sẽ mở sang cái body màu Hồng. ở đây em đang có thì nó là một cái phiên bản là phiên bản Refit Refit là hàng tân trang của Apple thì tất cả những phiên bản hàng Refit tân trang của Apple nó đều có đầy đủ phụ kiện Refit là gì Phi thì kìa, nó là một cái thuật ngữ đó là một cụm từ viết tắt của cái từ là hàng tân trang và anh chị hiểu nôm la là, những cái sản phẩm của Apple khi mà xuất xưởng ra chẳng may nó có có lỗi thì chúng ta sẽ Apple người ta sẽ thu lại và người ta sẽ fix lỗi sau đó người ta sẽ bán ra thì cái sản phẩm refurbished này nó không khác gì những cái phiên bản thương mại bình thường nó vẫn có đầy đủ phụ kiện đối với cái phiên bản hộp giày như thế này thì nó sẽ có kèm theo cả củ sạc bên cạnh cái sợi cáp sạc ở đây đây là phần củ sạc và đây là phần đế sạc còn cái phần catalog ở đây thì nó sẽ có kèm theo một cái dây bởi vì đây là cái size của nữ nên là nó sẽ có cái dây ngắn được gắn kèm sẵn theo cái body còn cái dây dài thì nó lại để ở trên cái hộp catalog sách giới thiệu đây là cái body mà anh chị thấy nó là cái body màu vàng dây hồng hay chúng ta thường gọi nôm la đó là cái series 338 hồng thì với cái series 338 hồng để cạnh cái series 342 đen em để ướm ở trên cổ tay của em như thế này thì anh sẽ anh chị thấy là hai cái size này nó có cái kích thước nó khác nhau cũng không không quá khác nhau mặc dù là tay của em như thế này nhưng em vẫn có thể đeo được cái size 38 thì nó rất là phù hợp với các bạn nữ có những cổ tay vừa phải và tương đối là đẹp tiếp theo thì sang đến cái size 38 màu trắng với cái size 38 này màu trắng này thì em có một cái hộp mở ngang và giống như cái phiên bản cái size 42 thì cũng có kèm dây trắng ở trên phần catalog và cái đế sạc đi kèm với cái hộp mỏng như này thì sẽ không có củ sạc và phiên bản của nữ thì cái dây dài đã được gắn bên ngoài còn đi kèm sẵn ở trong đó là cái dây ngắn được lắp sẵn vào trong body với phiên bản trắng thì anh chị thấy ở đây nó có cái kích thước bằng với cả phiên bản hồng size 38. Là hai cái màu mà được nữ lựa chọn nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Cái phiên bản Apple Watch Series 3 màu hồng thì đã ngừng sản xuất, Apple đã ngừng sản xuất cái phiên bản Apple Watch Series 3 38 màu hồng. Và mà bây giờ mặc định thì chỉ có size 38 màu bạc dây trắng và size 38 màu đen, dây đen. Đó là hai cái phiên bản được đang được sản xuất. Cùng với đó là cái size 42 màu đen và size 42 màu trắng. Còn size màu hồng như thế này thì anh chị thông thường nếu mua được thì nó sẽ là những cái phiên bản hàng đổi bảo hành hoặc là hàng PVB. Còn lại những phiên bản mới full hộp mà phiên bản thương mại thì gần như là không còn ở trên thị trường nữa. Ở đây thì em đang có cái phiên bản 38 màu trắng này, nó là phiên bản thương mại. Phiên bản 42 là phiên bản thương mại. Còn phiên bản 38 hồng là phiên bản Reebubit. Thì nói về cái hàng Reebubit và hàng thương mại nó có khác nhau không? Chất lượng nó khác nhau không? Thì em khẳng định với anh chị một điều đó là Với chất lượng thì nó hoàn toàn giống nhau Không có gì khác biệt Ở Đây là Cái phiên bản Màu hồng này này Nó có cái núm đỏ Nó khác với cái phiên bản màu trắng Bởi vì là cái phiên bản núm đỏ này nó là phiên bản LTE Theo em được biết thì Với những phiên bản LTE thì nó sẽ có thêm cái củ sạc Còn phiên bản GPS Thì nó sẽ không có cái củ sạc Bởi vì phiên bản GPS nó giá nó sẽ rẻ hơn có thể đó là một lý do mà Apple uh, đóng gói những cái sản phẩm như thế này. Uh, với những cái phiên bản uh, GPS thì thông thường là sẽ bán được nhiều hơn so với phiên bản LTE, tại vì phiên bản LTE có A sim ấy thì giá nó sẽ thường độ lên tầm khoảng 3 ba triệu so với phiên bản GPS. Về cái hình thức thì em cũng đã có những cái clip mà chia sẻ về cái việc đổi dây hoặc là lắp dây cho những cái phiên bản uh, size 38 trắng hoặc là đen hoặc là vàng thì anh chị có thể tham khảo về những cái clip mà em đã giới thiệu còn lại ở đây thì hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị về ba cái mẫu đồng hồ đó là mẫu đồng hồ series 342 màu đen đang được bán chạy series 3 38 màu bạc là cái phiên bản thay thế cho cái phiên bản màu hồng cũng đang được bán rất là chạy ở trên thị trường. Còn phiên bản màu hồng này thì gần như là không còn nhiều. Số lượng rất là ít và để mua được nó thì em nghĩ là cần phải bỏ ra một số tiền lớn hơn số tiền mà anh chị mua phiên bản màu trắng mặc dù là phiên bản ba cái phiên bản. Màu trắng, màu xám, màu hồng ở cùng một size ví dụ size 38 thì khi xuất xưởng ra là Apple để bằng giá cùng một giá như nhau nhưng do cái nhu cầu của thị trường và cái mặt hàng ở trên thị trường nó đang không còn nhiều nên là cái giá của sản phẩm Apple Watch Series 338 màu vàng dây hồng này nó sẽ bị đội lên vì vậy là anh chị nếu mà thích một cái phiên bản màu hồng thì anh chị có thể cân nhắc cho em cái vấn đề là anh chị mua cái phiên bản màu bạc và anh chị có thể sử dụng dây hồng như thế này. Em sẽ fix lại cho anh chị trong cái trường hợp này để anh chị tham khảo. Đây là cái body trắng đi kèm với cả dây hồng. Đó. Thì nếu mà anh chị mà thích cái dây màu hồng thì anh chị có thể phối màu như thế này. Đây là phiên bản series 3 ba tám trắng dây hồng cũng rất là ok đúng không ạ thì đó là ba cái mẫu đồng hồ mà em muốn giới thiệu với anh chị trong cái video clip ngày hôm nay là ba cái mẫu đồng hồ đang bán chạy nhất ở dòng phân khúc giá rẻ phân khúc Apple Watch Series 3 máy mới full hộp cảm ơn anh chị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau